gọi là món ăn cũng đúng, mà gọi là đồ uống cũng chẳng sai. Cái tên hoa quả dầm tố tịch có từ bao giờ cũng không ai nhớ rõ. Chỉ biết từ lâu, tố tịch đã trở thành địa chỉ thân quen của nhiều du khách nước ngoài và cả giới trẻ Hà Thành. Dãy phố nhỏ tố tịch chỉ dài gần 100 mét, nhưng lúc nào cũng đông vui tấp nập. Nhóm bạn sinh viên Chi, Phương, Phượng sau chuyến đi thực tế phố cổ để chuẩn bị tài liệu cho bài tiểu luận giữa khóa học đã dừng chân tại một cửa hàng quen trên phố. Cùng nhau nhâm nhi thưởng thức hương vị trái cây của xứ sở nhiệt đới trong những cốc thủy tinh mát lạnh, họ vừa tranh thủ trao đổi thêm về những tài liệu vừa thu thập được trong chuyến đi hôm nay. Vẫn như thường lệ, món khoái khẩu của nhóm bạn này là những ly hoa quả thập cẩm trộn thêm chút sữa và nước cốt dừa. Không thể thiếu bát đá bào ăn kèm, có vậy mới cảm thấy sự thư giãn sảng khoái giữa thời tiết oi nồng khó chịu của mùa hạ xứ Bắc. Và còn gì nữa? Khi mà ăn thì bọn em cảm thấy rằng là không những nó mát này, nó lại còn đẹp da nữa. Tất nhiên rồi, với bọn nữ như chúng em thì đẹp da là cái điều rất là quan trọng. Và ăn nó cũng ngọt mà lại không bị ngán. Các thức hoa quả được bán ở đây thường là theo mùa, nhưng nhìn qua thì cũng thấy sự góp mặt của đủ loại cây trái, bởi hoa quả trong Nam ngoài Bắc gần như được trồng quanh năm. Nào bơ, nào xoài, nhãn, dứa, thanh long, dâu tây, dưa hấu, và cả đôi ba thức hoa quả nước ngoài tha hồ cho thực khách lựa chọn. Từng loại hoa quả sẽ được bóc tách rồi thái thành miếng nhỏ đựng trong hộp nhựa. Với món hoa quả trộn thập cẩm thì nhân viên cửa hàng sẽ sắp sẵn trong những chiếc cốc thủy tinh trong vắt. Mỗi thức một chút, khách ăn thường rất thích vì màu sắc bắt mắt, mà trong cùng một thời khắc họ có thể cảm nhận được nhiều hương vị hoa quả khác nhau. Còn tùy theo khẩu vị, sở thích của từng khách mà người pha chế có thể thêm bớt, gia giảm cho phù hợp. Mỗi khi có khách, chủ quán chỉ cần cho thêm một chút hạt trân châu đen lánh, một chút nước cốt dừa trắng tinh và chút sữa đặc sao cho vừa đủ để cốc hoa quả vừa thơm vừa ngọt. Khi ăn, chỉ cần thêm một chút đá được bào nhỏ trộn đều lên. Mùi thơm của quả chín, vị ngọt của sữa, vị mát lạnh của đá sẽ khiến du khách ăn một lần là nhớ mãi. Nhiều người lại thích hương vị thuần túy của từng thức hoa quả thì có thể lựa chọn cho mình một cốc sinh tố hoa quả như là sinh tố bơ chẳng hạn. Nhà em được nhập thì hoa quả tươi ngon ở trên đời chợ Long Biên về. Khách thì thường là ăn theo ý thích, nên mỗi người một sở thích, thì người thì thích ăn thanh long với nhãn, mít với nhãn, hoặc là sinh tố bơ, sinh tố dưa hấu. Những người bạn từ nước Anh xa xôi lần đầu du lịch đến Hà Nội, dạo quanh Hồ Gươm, ngắm nhìn thiên nhiên, cảnh vật mảnh đất ngàn năm văn hiến, hay tìm hiểu về các điểm tham quan lý thú qua cuốn guidebook là điều đương nhiên rồi. Nhưng những địa chỉ ẩm thực như hoa quả dầm tố tịch cũng khiến họ cảm thấy thích thú và bất ngờ. Có vẻ những vị khách này còn lạ lẫm với món ăn nên quên không trộn thêm đá. Hơi ngọt quá thì phải. Cho thêm chút đá bào vào cốc, ngon và mát hơn hẳn. Tôi rất thích cốc hoa quả trộn thập cẩm này. Nó rất là ngon, màu sắc thì bắt mắt, đặc biệt là có nhiều hương vị hoa quả khác nhau để thực khách có thể thưởng thức. Có người nói hoa quả dầm tô tịch đã thành thương hiệu đối với người Hà Thành, bởi trong mỗi cốc hoa quả ấy đã có đủ các loại hoa thơm trái ngọt từ khắp mọi miền của đất nước. Và có lẽ là một chút hương vị rất riêng, thơm, ngọt đến nao lòng của người Hà Nội gửi vào trong đó. Thưa quý khán giả, chương trình Hà Nội của chúng ta xin được tạm dừng tại thời điểm này. Mọi liên hệ xin quý khán giả có thể gửi về địa chỉ Hà Nội của chúng ta a@yahoo.com hoặc địa chỉ chuyên mục Hà Nội của chúng ta, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Minh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lưu tâm theo dõi và chia sẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tới.